lại cái phần mà của tuần trước là mình đánh được tango nhưng mà mình lại không có bỏ cái roulette, mình không có bỏ cái fill-in vô. Bây giờ mình xài một trong hai cái fill-in, mình mượn lại của điệu rumba. A Di Đà Phật hay là thầy Duy Thành Tám, ở bên Mỹ thì không phải ở bên Nam, nhưng mà thầy phát sóng ở quê hương của vợ thầy là ở Phan Rang, và cũng là bà vợ trước là ở Hà Nội phố. Xưa quý vị,